Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, now let's read number 2. ST sound st, st, a, f, stop, 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 prata, book a look back. Okay, number 3. L O N loan 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 ប្រែថាកម្ចី បាទ ដោយសារនៅទីនេះយើងមាន two vowels so two vowels the first one make sound so the first one is O L O N loan Okay, number 4, L sound, L. L, here is two vowels, so two vowels, the first vowel make sound, long. L, E, Li. The, E all sound, R, leader, leader. Leader, pratham, made that num. Okay, now, number 5. Number 5, employee. Employee ប្រែថានិយោជិកបាទនិយោជិកនឹងមានន័យថាជាបុគ្គលិកអូខេ number 6 employer er យើងដឹងហើយ er sound er employer មានន័យថានិយោជកគឺជាមេគឺជាថៅកែបាទโอเคអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអានពាក្យទី7ពាក្យទី7ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសបាទយើងមើលទៅលើ CL sound cl Okay cl អញ្ចឹង two vowels ស្រៈពីរនៅទន្ទឹមគ្នាយើងដឹងហើយថាស្រៈទី1គឺជាអ្នកបង្កើតសំឡេងបាទហើយស្រៈទី1ហ្នឹងគឺសំឡេងវែងបាទហើយស្រៈទី1យើងឃើញគឺស្រៈ i so cl i cly so nt it sound ant so we read យើងអានថា client ant client ហ្នឹងបកប្រែថាអតិថិជន okay now start number 8Number 8 យើងអានថា increase បានន័យថាកំណើនឬក៏កើនឡើង K in in C O sound cr cr is increase យើងអានថា increase K now number 9 D sound dd e b th depth ប្រែថាបំណុល Okay អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅពាក្យទី10បាទពាក្យទី10យើងឃើញហើយពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានទាំងពីរណាទី1បញ្ចប់ដោយ SE ហើយទី2គឺបញ្ចប់ដោយ CE គឺមានន័យដូចគ្នាបាទមានន័យថាអាញាបានឬក៏សិទ្ធទទួលស្គាល់បាទអូខេពាក្យទី2យើងអានថាពាក្យទី10សំទុះពាក្យទី10យើងអានថា license ok អញ្ចឹងយើងអានពាក្យទី11ពាក្យទី11នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្រួលបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅពាក្យទី11ពាក្យទី11យើងអានថា k a s case ប្រែថាករណីបាទ case នេះប្រែថាករណីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសំឡេងខ c នៅទីនេះគឺសំឡេងរបស់វាគឺខ
khờ bạn ớt xâm lên sợ tế bạn cứ xâm lên khờ cứ tu tấu si nâng cứ về prai prua tờ tam cứ prai prua tờ tam ca chụp sạc mà xâm chứ si nâng chụp sạc xên đôi chứ sạc y sạc ai sạc ô cứ xâm lên bảo vệ prai prua bạn ớt xâm lên bảo vệ bê khắc khờ bê khắc sợ có bản tế bê khói khiêm nâng làm ếch tờ tam nâng. Ok, chẳng si ní cứ xâm lên khờ khờ e sơ case. Ok, chẳng ăn mà đoàn tiếp khờ e sơ case case. Ok, chẳng chập đam ăn bịa ti đập bí bạn bịa ti đập bí dân khơi miền ở sọ i ở sọ o sọ o bật tớ bí sọ o mấu dân khơi miền sạ bạn sạ nâng cứ dân khơi tha sạ y tầng pi bạn sạ y tầng pi có vấn đề nơ sạ ti muối cứ xâm lên nhờ bỏ vía cứ về ok xâm lên về nhờ bỏ hệ cứ y chứng chứng là sao ó nhưng đấng sao ó cứ mơ sao rơ ó xâm lên rơ right rơ y ri ok ri chẳng hả chơi chế xâm lên bảo vía chợ chợ có bàn tay y nó tin nấy cứ ọt men xâm lên y tế bạn cứ xâm lên bảo vía e cứ short short sound bạn e chợ e check chẳng dừng an từng ó bạn dừng an tha ri reject 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 nứng bàn này tha pá bạn để xét rư có mình tự tù dục bạn. Ok, chẳng chấp đam an bịa chân cõi bạn. Bịa chân cõi nâng bà hai chì nghe sử dụng bạn. Có bàn tay bê khá nhu khơi miên ca trở lòm bạn. Ca trở lòm, xâm bay tới nhóm ca trở lòm đây bạn. Rồi ấy ca riêng bì môn mốt là kru gật trạp tha bịa nâng cứ an thá delete bạn delete thấy cô chơi thật chăm bạn thật delete delete mô còn ta bê riêng dư dư tớ bạn chơi thật plap đố bạn bê khá chụp lực rù khá cất an thá delete delete ok chắc ngờ nẹ tổng ngọt khá bà hai chì ai nâng chở lõm rồi còn nẹ khá mình chở lõm thế bạn ai bây giờ chọn đơn thả an thả mách tỏ an tỏ khá nè bạn bịa nâng an thả đi delete delete hết ấy bạn dân an delete bạn chẳng dân khơi nhé sạ cứ sạ y tầng ỏ bạn sạ y tầng ỏ quân chân xâm rạp ca tiết sá hay bà sân chìa miền ca khóa khát khó chí công ấy xôm mê ta chia sấy hay rồi có thư ca comment nơi khẳng kông video bọc nhóm. Ở cùng chân chúc nhìn nơi video bằng tập.